sau gần nửa học kỳ 1 của năm học 2021-2022 phải học trực tuyến. Trong ngày hôm qua 27 tháng 12, học sinh cấp tiểu học và khối 6-7-8 cấp trung học cơ sở ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã được đi học trở lại. Vâng ạ, bên cạnh sự vui mừng, hứng khởi của học sinh thì các bậc phụ huynh đều có chung tâm lý nửa mừng, nửa lo khi con em được đi học trở lại trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Ghi nhận của phóng viên VTC. Mặc dù thời tiết những ngày này mưa và rất lạnh, nhưng ngay từ sáng sớm, cũng như nhiều phụ huynh khác, chị Đoàn Thị Mỹ Dung đã đưa con mình đến trường. Bên cạnh sự yên tâm vì cách thức đón học sinh đến lớp của nhà trường đảm bảo an toàn, thì chị cũng có phần lo lắng, sợ dịch COVID-19 xâm nhiễm vào trường học, ảnh hưởng tới sức khỏe của con em mình. Phụ huynh đã chuẩn bị sẵn sàng chú đáo cho học sinh, từ thực hiện 5K cho các cháu, chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, nước rửa tay. Và đến đây thì tôi cảm thấy yên tâm khi được giáo viên hướng dẫn từ ngoài cổng vào trong lớp. Bản thân tôi cũng cảm thấy là lo lắng cho con của mình. Cùng mong muốn rằng là sẽ có một biện pháp nào đó phù hợp với các cháu để các cháu được an toàn khi đến trường trong thời gian đoạn này ạ. Thành phố Vinh có hơn 92.000 học sinh, trong đó riêng cấp trung học cơ sở và cấp trung và cấp tiểu học có gần 62.000 học sinh. Mặc dù vui mừng khi con em được đi học trở lại, nhưng nhiều phụ huynh cũng tỏ ra lo lắng, nhất là phụ huynh khối lớp 6 và cấp tiểu học vì hầu hết các em chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong khi dịch bệnh ở một số địa phương vẫn còn phức tạp. Theo ghi nhận, trong ngày đầu tiên đến trường, có gần 98% học sinh đi học. Để đảm bảo an toàn, công tác phòng chống dịch đều được nhà trường thực hiện nghiêm, nhất là các biện pháp 5K. Các nhà trường cũng thực hiện phương án chia đôi trường, tổ chức dạy học một buổi. Thực sự thì đấy cũng là một cái vấn đề lo ngại của một số phụ huynh. Tuy nhiên, nhà trường cũng đã xây dựng đầy đủ các cái phương án khi mà có xuất hiện cái trường hợp F0 hoặc các cái trường hợp như là F1 ở tại trường. Thì nhà trường cũng đã có kế hoạch cụ thể trình Ủy ban Nhân dân phường xã và xây dựng để cho là có thể là thực hiện khi mà có học sinh có F0 hoặc F1. Phòng cũng đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra để nắm bắt, vừa kiểm tra vừa nắm bắt và vừa hướng dẫn các nhà trường trong các cái tình huống mà khi tổ chức dạy học ở các nhà trường. Và các nhà trường cũng đã thực hiện nghiêm túc cái công tác đón học sinh, xây dựng các cái kịch bản cụ thể để ứng phó linh hoạt với các cái tình huống mà khi học sinh và giáo viên có cái hiện tượng bị nhiễm COVID. Đến thời điểm hiện nay, tại Nghệ An, cơ bản học sinh từ khối 7 trở lên đã hoàn thành tiêm chủng đợt 1. Việc cho học sinh đi học trở lại khi thành phố Vinh được phân loại cấp độ dịch ở cấp độ 2, đồng thời nhằm để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra cuối học kỳ của các cấp học thuận lợi và đạt chất lượng tốt hơn.